Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào thứ Bảy 14 tháng 10 và mọi công dân Úc từ 18 tuổi trở lên phải bỏ phiếu. Nếu bạn không làm được, bạn có thể đủ điều kiện bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu sớm hoặc nộp đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện. Câu trả lời của bạn sẽ giúp đưa ra quyết định quan trọng cho nước Úc. Vì vậy, hãy lên kế hoạch trước. Câu trả lời của bạn là quan trọng. Được Ủy viên Ủy hội bầu cử tại Canberra ủy quyền. Khi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, bạn trả lời bằng cách viết yes hoặc no bằng tiếng Anh trong khung có sẵn trên phiếu bầu. Tại địa điểm bỏ phiếu, bạn có thể nhờ một người thân, người bạn hay nhân viên AEC để được giúp đỡ. Đừng lo lắng nếu bạn làm sai, hãy yêu cầu một lá phiếu khác và bắt đầu lại. Khi bạn bỏ phiếu, câu trả lời của bạn là quan trọng. Tìm hiểu thêm tại aec.gov.au. Đội ủy viên ủy hội bầu cử tại Canberra ủy quyền. Kính thưa quý khán thính giả của Vietfast TV, quý vị đang theo dõi chương trình điểm báo bình luận thời sự Úc Châu của chúng tôi, và như thường lệ đồng hành với chúng tôi là luật sư Lô Tường Quang. Dạ, xin chào luật sư Lô Tường Quang. Xin chào luật sư Nguyễn Văn Thành và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Thưa luật sư Lô Tường Quang, tuần này thì tuy là chúng ta nói về vấn đề thời sự Úc Châu nhưng mà nó cũng có một vài cái góc cạnh vô cùng quan trọng về mặt đối ngoại của nước Úc. Đó là cái chuyến viếng thăm Đài Loan của một số chính khách gồm có cả hai đảng. Và cái sự kiện này thì nó cũng đã dẫn đến cái lời phản đối của ông Tòa Đại sứ Trung Quốc tại Úc. Thứ hai là cái người nào sẽ được bổ nhiệm làm tân đại sứ đi Bắc Kinh để thay thế cái ông đại sứ vừa qua, và liệu cái vai trò mới của cái người tân đại sứ này nó sẽ có ảnh hưởng thế nào đến cái mối quan hệ Úc Trung. Và trong cái khoảng thời gian còn lại thì chúng tôi cũng xin được hỏi thăm một vài ý kiến của luật sư Lê Tường Quang về cái di sản của ông thủ hiến Dan Andrews người hùng của Nam Bình, đúng vậy, của Victoria. Một cái sự từ chức rất là đột ngột. Nhưng mà để đi vào chương trình đó thì ông tòa đại sứ của Trung Quốc tại Úc đã lên tiếng phản đối cái chuyến viếng thăm hay là cái chuyến công du Đài Bắc của một số chính khách của Úc. Xin luật sư nói tại sao các chính khách của Úc lại muốn đi viếng thăm Đài Loan, và liệu đây có phải là một cái sự khiêu khích như là lời của ông tòa đại sứ Trung Quốc đã nêu ra hay không ạ? Nhìn từ cái quan điểm của Bắc Kinh thì họ coi đây là sự khiêu khích, nhưng mà nhìn từ cái quan điểm của nước Úc thì nó không phải là sự khiêu khích, nó là một cái sự xác quyết, cái sự độc lập trong chính sách ngoại giao. Là tại vì nước Úc cũng như nước Mỹ đã có ký một cái thỏa hiệp chung với Bắc Kinh, công nhận Bắc Kinh như là cái quốc gia duy nhất, tức là One China Policy. Thì trong khi mà đã công nhận Bắc Kinh như là một quốc gia duy nhất, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa như là một quốc gia đại diện cho nước Trung Hoa duy nhất, thì cũng có một cái điều khoản cho phép nước Mỹ và nước Úc có một cái ban giao không chính thức, tức là không phải trên cái căn bản ngoại giao, nhưng mà trong thực tế. Thì cái ban giao không chính thức nó rất là quan trọng trong cái vấn đề thương mại, trong vấn đề đầu tư, trong vấn đề du lịch, trong vấn đề giao lưu giữa nhân dân Đài Loan và nhân dân Úc để lại. Cho nên trong cái quá trình mà từ năm 72 cho tới bây giờ, chúng ta còn nhớ rằng nước Úc là dưới thời ông Thủ tướng George Whitlam, sau khi ông đắc cử hồi tháng 12 năm 1972 là ông công nhận Bắc Kinh liền tức thì và bỏ Đài Loan liền tức thì. Trong khi đó thì đối với Việt Nam, đối với Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì phải đợi, đối với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì phải đợi tới tháng 2 năm 73 thì ông mới làm chuyện đó. Cho nên cũng vì từ cái thời điểm đó cho tới bây giờ đó thì chính phủ Úc, bất kể là Liên đảng Tự do Quốc gia hay là Lao động, vẫn thường có những phái đoàn chính trị gia không chính thức thăm viếng Đài Loan. Tôi nghĩa là họ đi với cái tư cách, có thể nói là tư cách cá nhân hay là tư cách không có phải là dân biểu. Nó không phải là tư cách cá nhân, họ đi với tư cách dân biểu, họ đi với tư cách chính trị gia. Trong cái phái đoàn lần này đó mà đi qua mà có gặp bà Tổng thống Thái Anh Văn đó, là có một ông dân biểu nặng ký của Liên đảng Tự do Quốc gia là ông Paul Fletcher. Ông là member của nội các đối lập, thì tức là nặng ký rồi. Và bên phía lao động thì có một ông dân biểu là George Wilson, cũng là khá nặng ký, nhưng mà ở backbencher, tức là hàng ghế sau, thì nó không có bằng. Nhưng mà cái vấn đề của nước Úc ấy, là đã từ mấy chục năm nay
bất cứ cái quốc hội, trong cái nhiệm kỳ quốc hội lần nào cũng có một phái đoàn chính thức đi thăm không chính thức. Một phái đoàn chính thức đi thăm không chính thức. Và cái lập trường ngoại giao của Đức cũng chỉ là công nhận một nước Trung Quốc. Một nước Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà đồng thời có một cái quan hệ không chính thức với Đài Loan. Là vì những cái điều mà tôi mới nói. Nói cho chí cùng là Đài Loan nó chỉ có 25 triệu dân. Nhưng mà nó là cái quốc gia xuất khẩu lớn thứ 5 của nước Úc. Ban giao song phương về phương diện thương mại nó lên tới 32.1 tỷ Mỹ Kim hay là Úc Kim. Và trong cái số này đó thì cái phần mà về đầu tư về giữa hai bên đó, thì nó tới 23 tỷ. Cho nên đối với nước Úc, cái thị trường đứng thứ 5 nó vẫn là cái thị trường quan trọng. Và trước đây đó, như luật sư Lưu Tùng An mới vừa nói, thì trước đây thì cũng đều có những phái đoàn chính thức đi viếng thăm nhưng mà không chính thức. Và lúc đó thì Trung Quốc, trước đó thì đã có phản đối không? Lúc nào Trung Quốc cũng có phản đối. Không phải là chỉ có ông đại sứ tại Canberra là ông Xiao Wang. Tôi không biết tiếng Việt gọi là, tiếng Anh Việt gọi là gì. Là lên tiếng phản đối một cái chính thức, mà cái tờ báo Hoàn Cầu Thời Báo nó cũng lên tiếng, nó hăm dọa, nó rung cây nhát khỉ. Nó bảo là sẽ có cái quả bất lợi. Đại khái Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc thì cái lập luận ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái vấn đề của nước Úc á, là từ trước cho tới nay, từ thập niên 1970 của thế kỷ trước cho tới bây giờ, nước Úc bao giờ cũng có một phái đoàn dân biểu quốc hội đi thăm không chính thức. Phái đoàn chính thức đi thăm không chính thức. Cho nên nếu bây giờ mà vì lý do áp lực này mà ông Albanese ngăn cản không cho phái đoàn đi, tức là làm gì? Tức là chỉ chứng tỏ cho Bắc Kinh nói là cái áp lực của nó có dây, có cái là khuất phục trước cái sự lời đe dọa của Bắc Kinh. Và trong cái bối cảnh là Thủ tướng Albanese sẽ đi thăm Trung Quốc có thể là bất cứ thời điểm nào từ đây cho tới cuối năm. Liệu cái chuyến viếng thăm của cái phái đoàn này nó sẽ có một cái tác động gì trong cái chuyến công du chính thức của Thủ tướng Albanese sắp tới không? Tôi nghĩ là nó sẽ có rất nhiều noise, nó sẽ có rất nhiều tiếng ồn ào. Nhưng mà ông Albanese đi Bắc Kinh vẫn đi Bắc Kinh, tôi nghĩ như vậy. Là tại vì cái chuyện mà Trung Quốc phản đối là một cái chuyện thông lệ. Cái vấn đề dân biểu quốc hội chính thức đi thăm không chính thức nó cũng là một cái thông lệ. Luật sư Tân còn nhớ mà chúng ta cũng đã từng thảo luận là trước dưới cái thời của bộ trưởng ngoại giao bà Bishop á, thì bà nói rằng Trung Quốc nó kính trọng những người giữ tinh thần độc lập. Còn những người nào mà cúi đầu khuất phục thì nó coi thường. Một trong những lý do mà chính phủ Úc dù là lao động hay là tự do hay là liên đảng tự do đều giữ cái thói quen đó. Trong bệnh viện ngoại giao quốc tế đó thì ngoài Đài Loan là nó có một cái status, nó có một cái gọi là cái diện mà nó không phải là một quốc gia độc lập nhưng mà nó cũng là một cái nền kinh tế, rồi nó cũng như Đài Loan cũng là một cái thành viên của bên APEC. Có nghĩa là không nhất thiết là phải là một quốc gia độc lập thì nước Úc của mình ở đây mới có thể gửi những cái phái đoàn đi thăm viếng hay là có những cái mối quan hệ qua lại hoặc là có những cái chuyện giao thương. Như là luật sư Lương Tường Hoa đã nói, Đài Loan là bạn hàng thứ 5 của chúng ta. Thành ra ngoài Đài Loan ra thì nó có những cái thí dụ nào tương tự như vậy hay không? Ba Kỳ là cái thí dụ rõ ràng nhất. Ông ý tôi muốn nói là dĩ nhiên đó, là thí dụ như bây giờ chẳng hạn như Hồng Kông cũng có thể được coi như là một cái diện Hồng Kông là một cái đặc khu hành chính. Mà trên nguyên tắc thì nước cũng có phái đoàn đi thăm Hồng Kông như thường. Và hình như là Hồng Kông có phải là một thành viên, hình như cũng là một thành viên của APEC phải không? Bởi vì cho APEC nó không nói là quốc, nó không nói là nước. APEC nó gồm 21 nền kinh tế. Trong đó nó có 19 nước. Cộng thêm Đài Loan và Hồng Kông. Nhưng mà khi mà nói về cái vấn đề Đài Loan đó thì tôi có một cái kinh nghiệm khá đáng nhớ. Là tại vì từ năm 1995 tới đầu thập niên 2020 đó thì tôi đi công tác ở Trung Quốc khá nhiều lần. Tôi đi Bắc Kinh, tôi đi Thượng Hải, tôi đi Quảng Châu. Nhưng mà cái chuyến đi mà tôi nhớ nhất là cái chuyến đi tôi đi Hàng Châu. Lý do là tại vì cái chuyến đi Hàng Châu của tôi vào đầu thập niên 2020 đó là cái chuyến đi do đài truyền hình Hàng Châu mời, tôi là khách.
Thì lúc đó bây giờ là tôi có được cái Hàng Châu đây là một tỉnh bên Đài Loan. Hàng Châu là cái thành phố rất đẹp, cái thành phố của các thi sĩ Bạch Cư Vị của là Đông ở bên Trung Quốc hay là ở bên Đài Loan? Ở bên Trung Quốc. Dạ. Tôi nói cái đó là tôi dẫn tới Đài Loan. Thì họ mời tôi sang thăm viếng Hàng Châu mà không biết tại họ dịch thông dịch viên họ dịch sao mà cái Order Australia của tôi là Officer of the Order Australia, họ dịch ra là Officer của quân đội. Dạ. Cho nên khi mà tôi tới Hàng Châu đó, tôi có được một tiểu đội quân đội nhân dân đứng dàn chào. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện bình lề. Cái chuyện chính thức á, là khi mà tại camera đó, mà đại diện của Đài Loan mà có mặt ở camera, đại diện chính thức trưởng đó, thì nó ở camera, còn ở các tiểu bang nó đều có đại diện của Đài Loan cả. Nó cái văn phòng đó nó gọi là Trade and Cultural Office of Taiwan. Thì khi mà cái người đại diện chính thức của Đài Loan không chính thức tại camera, nó biết tôi được Trung Quốc mời, nó mời tôi đi thăm viếng Đài Loan. Thành ra sau khi mà tôi đi từ Hàng Châu, tôi trở về, tôi ghé lại Hồng Kông, rồi từ Hồng Kông tôi đổi phi cơ, tôi sang Đài Bắc. Thì cái lúc mà tôi sang đó là cái lúc nó cũng có cái gây cấn giống tương tự như cái chuyện mà Hoa Kỳ hay là nước Quốc mà đi thăm viếng thế này. Thì khi mà cái phái đoàn của Bộ Ngoại giao, nó có phái đoàn Bộ Ngoại giao họp với tôi, cái phái đoàn của nước Quốc, phái đoàn của SBS. Thì cái mối quan tâm lớn nhất nó là vẫn là cái đe dọa của Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan lúc bây giờ đó, bất cứ lúc nào. Mà khi mà chúng nó lúc bây giờ tức là hai mươi mấy năm nay rồi. Thành ra cái chuyện mà Trung Quốc nó đe dọa nó tấn công Đài Loan, nó chuyện nó không gì mới mẻ cả. Rồi cái chuyện mà nước Úc mà đi thăm viếng phái đoàn chính thức của nước Úc mà đi thăm viếng không chính thức Đài Loan, nó cũng không có gì mới mẻ cả. Cho nên cũng vì lý do đó mà ông Albanese không có thể nào mà ngăn cản. Là tại vì khi đã ngăn cản thì là gửi một cái message, gửi một cái thông điệp rất rõ ràng là Trung Quốc làm áp lực thì có kết quả. Nhưng mà tôi muốn biết là khi có những cái quyết định như vậy đó, là cái ai là cái người khởi sự cho những cái quyết định như vậy, là do chính các vị dân biểu hay là ở đằng sau thì có những cái tổ chức tham mưu nào đó trong chính quyền đó thì cứ nên có những cái chuyến đi như vậy. Những chuyến đi như vậy nó rất cần thiết về hai phương diện, thương mại và đầu tư và du lịch. Người Đài Loan đã sang đây du lịch rất nhiều, đem lại rất nhiều cái lợi nhuận cho nền kinh tế của nước. Mà cái điều đó nó rất là chính đáng. Ngay cả Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn có ban đại diện, vẫn có văn phòng đại diện của Đài Loan tại Hà Nội. Thành ra cái chuyện mà một phái đoàn của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mình đi thăm viếng Đài Loan, tất nhiên là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa với nhau thì Trung Quốc không có phản đối. Nhưng mà nước Úc là một quốc gia tự do dân chủ thì nó phản đối. Nhưng mà ý tôi muốn nói đó, tất cả những hoạt động không chính thức đó nó là cái hoạt động rất thông thường. Cho nên ông Albanese không thể nào mà nói bây giờ tôi sắp sửa đi Bắc Kinh rồi thôi phái đoàn đừng đi. Ông không thể nói như vậy được. Bây giờ thì tôi xin được đi qua cái phần thứ hai, cũng liên hệ tới cái những cái vấn đề mà chúng ta mới vừa thảo luận, đó là Úc sắp bổ nhiệm một vị tân đại sứ mới sẽ đi Bắc Kinh để nhận nhiệm vụ. Mà cái ông tân đại sứ này đó thì được biết, các cơ quan truyền thông cho biết là ông cũng đã từng làm việc chặt chẽ với chính quyền. Tên của ông là Scott Dibua. Ông là phó tổng thư ký của Bộ Phụ Thủ tướng. Và ông đã có làm việc chặt chẽ trong cái nhóm The Quad và AUKUS. Và AUKUS. Thì cái sự bổ nhiệm này nó gửi một cái thông điệp nào đến Bắc Kinh? Có nghĩa là ngoài cái chuyến đi mà có thể mà Bắc Kinh đã gọi là một cái chuyến đi khiêu khích, thì liệu cái sự bổ nhiệm tân đại sứ mà đã có một cái sự làm việc và một cái công tác rất là chặt chẽ trong những cái cấu trúc an ninh như là The Quad, như The AUKUS, liệu nó lại làm thêm một cái thông điệp cứng rắn hay là như thế nào đó hay không, mà nước Úc đang, hay là Canberra đang có ý định gửi đến Bắc Kinh? Tôi không nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy. Trước hết để tôi trình bày như thế này. Điều thứ nhất, ông Scott Dibua này, ông là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã từng phục vụ ở Bắc Kinh hồi năm 2006-2007. Ông là phó tổng thư ký phụ trách về quốc tế vụ của phụ thủ tướng. Mà cái vai trò đó là cái vai trò nó liên hệ chặt chẽ với cái AUKUS và cái The Quad. Cái AUKUS là cái hiệp định tay ba Mỹ, Anh, Úc trong cái vấn đề đóng 8 chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu nguyên tử năng. Rồi ngoài ra có những cái sự hợp tác về hỏa tiễn rồi nhiều thứ khác nữa. Rồi trong cái vấn đề mà bổ nhiệm đại sứ đó,
cái vị đại sứ bây giờ đó, trong cái thế kỷ thứ 21 hay là trong thế kỷ đạo quan thế kỷ thứ 20, nó không còn quan trọng như là trong cái thế kỷ thứ 19. Là tại vì cái vấn đề truyền thông nó rất nhanh, cho nên cái vai trò người đại sứ nó giảm đi rất nhiều. Trong cái bối cảnh đó, đó thì việc bổ nhiệm một đại sứ thay thế cho một đại sứ khác nó bình thường lắm, nó không có gì đặc biệt cả. Mặc dù ông đi qua này là một người nói rất thông thạo tiếng Quan Thoại, thì hầu hết các đại sứ Úc tại Bắc Kinh đều nói thông thạo tiếng Quan Thoại. Bây giờ trong cái tiến trình mà bổ nhiệm đại sứ đó, thì trước hết đó, chính phủ, mà tôi nghĩ chính phủ nào cũng vậy, trước hết là trong nội bộ của chính phủ phải chọn một người có đủ khả năng cho nó thích hợp với cái nhiệm vụ tại cái tòa đại sứ đó. Nhưng mà không có phải chọn rồi gửi đi được. Chọn xong rồi đó thì phải viết một cái văn thư, viết một cái công hàm đề nghị với chính phủ mà mình sắp gửi đại sứ tới để cho họ chấp nhận. Thì phải có cái chấp nhận trước thì mới bổ nhiệm được. Rồi khi mà đã có sự chấp thuận rồi đó, bây giờ giả sử như trong trường hợp mà ông Scott đi qua đã được chọn nhưng mà chính phủ không loan báo được. Lý do là tại vì đã được chọn rồi thì chính phủ Úc phải xin cái agreement, cái sự đồng ý của chính phủ tại Bắc Kinh. Khi nào mà chính phủ tại Bắc Kinh đồng ý rồi đó thì lúc đó họ mới loan báo chúng tôi bổ nhiệm đại sứ đi sang đó. Nhưng mà khi hình như theo tôi hiểu thì tới cái tiến trình là tới khi mà cái ông đại sứ ông tới Bắc Kinh đó thì ông lại phải đi vô trình diện một lần nữa để được chính thức là chủ ông mang theo, ông mang khi ông lên đường ông mang theo một cái mà bây giờ trong nước nó gọi là quốc thư. Nhưng mà Việt Nam Cộng hòa thì không gọi là quốc thư, Việt Nam Cộng hòa gọi là ủy nhiệm thư. Do quốc trưởng ký. Thì trong trường hợp nước Úc này là do toàn quyền liên bang ký. Còn trong trường hợp Việt Nam Cộng hòa trước kia là do Tổng thống Thiệu, Tổng thống ủy nhiệm ký. Bây giờ thì phải do ông Võ Văn Thưởng ký. Đại khái nó như vậy. Nhưng mà phải được cái quốc gia nhận vị đại sứ chấp nhận trước. Rồi trong trường hợp mà ông đi qua này đó, nó có một cái yếu tố quan trọng khác là tại vì Thủ tướng Albanese sắp sửa công du Bắc Kinh. Không ai mà thay đổi đại sứ trước khi có một Thủ tướng, một Tổng thống đến cái thăm quốc gia đó. Lý do là tại vì cái người mà có mặt tại chỗ trong nhiều năm đó, họ thu xếp tất cả mọi việc. Anh gửi một đại sứ mới tới là họ phải bắt đầu tại thì nó không có thực tế. Cho nên vì lý do đó mà cái thời điểm mà sớm nhất ấy, mà nếu ông Scott đi qua này mà được bổ nhiệm đó thì phải tháng 2 năm tới. Tức là sau khi cái chuyến đi của ông Albanese. Thì luật sư tôi hỏi là có cái sứ điệp gì không? Thì tôi nói nó không có sứ điệp gì cả. Nó là thông thường. Cái thứ hai đó là cái tầm quan trọng. Thì cái tầm quan trọng giữa cái ông đương kim đại sứ bây giờ, tức là ông Graham Fletcher, so với ông đi qua, thì tôi có cảm tưởng là ông Fletcher có cái nhiệm vụ khó khăn hơn. Là tại vì ông đã làm đại sứ trong suốt cái thời gian mà Bắc Kinh trừng phạt nước Úc. Cái đó nó rất là khó cho một người đại sứ. Ví dụ mà bình thường thì anh có thể làm appointment tới anh gặp ông bộ trưởng này, bộ trưởng kia. Thì nó rất dễ dàng. Bây giờ nó đang có trừng phạt, xin appointment, nó xin cái cuộc hẹn tới gặp, nó không cho gặp. Ví dụ như vậy. Thành ra cái khả năng của người đại sứ trong hoàn cảnh đó nó quan trọng. Thì tôi cho rằng cái vai trò của đại sứ Fletcher, tức là cái người mãn nhiệm đó, nó sẽ rất quan trọng trong cái chuyến công du của ông Albanese. Có vẻ như cái vai trò đại sứ nếu như mà chúng ta hình dung vào cái thời trong cái thời Việt Nam Cộng hòa đó thì lúc nào cái động được các ông, chứ lúc đó không có các bà, các ông đại sứ Mỹ lúc nào cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Là tại vì nước Mỹ có một cái vai trò vô cùng quan trọng. Cũng vì lý do đó mà đại sứ Mỹ tại Sài Gòn cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Thành ra cái đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, tại Washington và đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đều đóng vai trò quan trọng hết. Tại vì cái hoàn cảnh chiến tranh. Và trở lại với cái quan hệ giữa nước Úc với lại Trung Quốc á, hồi nãy như theo luật sư Lô Tường Quang nói thì cái vai trò của người đại sứ thì nó cũng mới giới hạn một cái mức độ nào thôi. Tuy nhiên đó là nếu như mà họ nói được tiếng Quan Thoại thì có lẽ cái việc đó nó sẽ giúp họ dễ hoàn thành cái nhiệm vụ chuyển tải những cái thông điệp gì mà chính quyền Úc muốn gửi đến cho bên Bắc Kinh. Thường thường những cái thông điệp gì mà chính phủ muốn gửi mà một cách chính thức á, thì gửi bằng hai cách. Một á, là mời ông đại sứ Trung Quốc tại Canberra tới Bộ Ngoại giao để chuyển cái thông điệp đó. Hai là đồng thời cùng một lúc là chuyển cái thông điệp đến tòa đại sứ Úc, tới ông đại sứ Úc tại Bắc Kinh để chuyển cho Bộ Ngoại giao Bắc Kinh. Thì cái chuyện đó rất là thông thường. Nhưng mà cái đó là cái ngoại giao thông thường. Nó có những cái ngoại giao không thông thường là tuyên bố với báo chí.
gửi phái đoàn này đi chỗ này, gửi phái đoàn kia chỗ nào, mấy cái message đó nó được thể hiện một cách rất là tế nhị. Dạ. Yeah. Chứ không phải lúc nào cũng là biết công hàm. Cái luật sư Lương Thông đánh giá như thế nào về vai trò của ông đại sứ Trung Quốc tại Canberra? Ông này hình như cũng nói được tiếng Anh cũng lưu loát. Ông này nói tiếng Anh giỏi. Dạ, và ông cũng thường xuyên xuất hiện tham gia vào các họp báo, các cuộc họp báo và truyền thông báo chí. Và một cái nhìn nào đó kể từ ngày ông lên nhậm chức đó, thì có vẻ như cái mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh nó dịu dàng hơn, đã có những cuộc gặp mặt, có nghĩa là một số bộ trưởng ở đây, bà Penny Wong đã gặp ông Vương Nghị và cũng đã có đi Bắc Kinh. Rồi đổi ngược lại thì họ coi như là đã có những cái sự trao đổi rồi, cái vấn đề cái message của Bắc Kinh đó. Yeah. Khi bổ nhiệm ông Xiao Nguyên này đó, đến thay thế cho một đại sứ trước đó. Ông đại sứ trước rất là diệu hâu. Yeah. Ông đại sứ trước là một người đã phổ biến 14 cái yêu sách. Nhớ cái 14 cái yêu sách đúng rồi, mà phổ biến cho báo chí nữa. Yeah. Nó rất là phi ngoại giao. Yeah. Thì ông này tới, ông không có nhắc lại cái 14 cái yêu sách đó, mà ông chỉ nói là tôi đến đây để hàn gắn lại, để cải thiện ban giao giữa Úc và Trung Quốc. Mà ông đang làm cái chuyện đó, mà ông đã làm chuyện đó tương đối khá thành công. Yeah. Cho nên cái vai trò đó cũng là cái vai trò của ông đại sứ Úc tại Bắc Kinh. Ông Fletcher cũng làm y như vậy. Cho nên cái vai trò của người đại sứ trong cái thời buổi này đó là cái vấn đề PR nó rất nhiều. Còn những cái gì mà nó bùng, nó phát sinh một cái gì đặc biệt, thường thường nó không xảy ra, là tại vì cái thế giới ngày nay nó khác. Cái thế ngày nay cái vấn đề thông tin lẫn nhau nó rất là nhanh chóng. Trở lại cái chuyến đi của Thủ tướng Albanese đi Trung Quốc thì đã được mời cũng lâu rồi, cũng đã lên tiếng xác nhận là sẽ đi. Nhưng mà cho tới bây giờ thì chúng ta vẫn chưa biết chính thức hay là chính xác là ngày nào. Chưa biết ngày, nhưng mà tôi nghĩ chính phủ cũng đã biết, mà chính phủ Bắc Kinh cũng đã biết. Nhưng họ chưa loan báo mà thôi. Thì tôi nghĩ là ông sẽ đi trong năm nay, tức là trong tháng 10, tháng 11. Có lẽ không đi trong tháng 12, nhưng mà trong 10, tháng 11. Hình như trong tháng 11 này thì nó có cái sự kiện APEC ở bên Mỹ. Không phải có APEC không ở bên Mỹ, mà nó có cái chuyến thăm quốc gia, cấp quốc gia của ông Albanese tại Washington. Và nếu như mà trong tháng 11 mà ông bận rộn như vậy, thì có lẽ là ông sẽ không đi được trong tháng 11. Tôi nghĩ là ông thì vào cuối tháng 10. Có tháng 10 là bây giờ chúng ta cũng đã sắp bước qua tháng 10. Đúng rồi. Mà cho tới bây giờ thì vẫn chưa có. Nhưng mà còn tới 4 tuần lễ nữa là cuối tháng 10, còn 4 tuần lễ nữa là... Thì theo luật sư Lương Thông nhận xét đó, cái chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Albanese kỳ này đó, nó đánh dấu một cái sự cải thiện cụ thể nào đó trong cái mối quan hệ giữa hai nước. Và trên mặt thực tế đó, thì liệu nó sẽ làm hòa dịu đi, là tốt đi những cái quan hệ về giao thương thứ nhất, và cái thứ hai là cái quan hệ về an ninh, mà đặc biệt là trong thời gian gần đây thì Trung Quốc càng ngày càng gia tăng cái mối quan hệ với các đảo quốc ở Thái Bình Dương, đặc biệt là The Solomons. Rất là gần với chính phủ của chúng ta. Chẳng những là The Solomon Islands mà đã gây rất nhiều rắc rối trong Scott Morrison trong khi ông làm thủ tướng. Mà lúc bây giờ thì cái vấn đề Solomon Islands nó là cái điểm nhức nhối của Liên đảng Tự do Quốc, của chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia. Mà khi ông Albanese với bà Penny Wong mà trở thành thủ tướng và ngoại trưởng thì cũng đã thăm viếng rất nhiều lần. Rốt cuộc thế nào? Rốt cuộc bây giờ nó cũng vẫn y như vậy. Nó cũng đi chơi với Bắc Kinh, mà nó còn không thèm đi qua Washington để đáp cái lời mời của ông tổng thống Joe Biden. Rồi trong khi đó cái nước nhỏ xíu mà nước Úc đã giải phóng đó, là Đông Timor, Timor Leste. 1999 là đại tướng Cosgrove là đem quân qua dưới thời của thủ tướng John Howard mà giải phóng Đông Timor. Bây giờ làm gì? Giờ nó đi với Bắc Kinh. Thành ra cái vấn đề địa lý chính trị nó quan trọng lắm. Nếu cũng phải đối phó với cái tình trạng thực tế. Thì nếu mà nhìn được một cái nhìn nào đó là không chỉ các cái quốc gia giữa Úc với lại Trung Quốc thì đều phải có những cái nỗ lực ngoại giao để mà lôi kéo quốc gia láng giềng đi về phía mình. Nhưng mà theo luật sư Lê Tư Văn nghĩ, lý do căn bản là vì sao mà The Solomon Islands và bên Đông Timor thì có vẻ như họ muốn ngã về phía bên Trung Quốc nhiều hơn? Là tại vì Trung Quốc nó viện trợ một rocket là dồi dào, mà nó viện trợ không có điều kiện, không có vấn đề chống tham nhũng, không có vấn đề kiểm toán, không có gì cả. Bỏ tiền cho mấy triệu, họ muốn là bỏ túi, không làm gì, không làm. Hoa Kỳ với nước Úc, cái hệ thống xã hội dân chủ, hệ thống chính phủ nhau nó có kiểm toán. Đã viện trợ cho 2 triệu, 3 triệu thì phải biết nó làm cái gì. Nó có đi tới dân chúng hay không, hay là bỏ túi và quan chức. Thành ra các nước mà chậm tiến mà độc tài đó, như Solomon Island basically nó là một nước quốc gia độc tài.
Đông Timor nó lụa da chậm tiến thì nó cần tiền. Yeah. Thì là tiền nó cũng vì lý do đó mà chúng ta trở lại vấn đề Đài Loan. Đài Loan mà từ năm 49 nó có rất nhiều quốc gia trên thế giới này công nhận Đài Loan. Ừ. Nhưng mà tới năm 72 đó thì nó bắt đầu nó giảm xuống. Yeah. Bây giờ đó nó chỉ còn có 13 nước mà yeah. trong đó nó là 3-4 nước tại Nam Mỹ, tại Trung Mỹ. Ừ. Và cái phần còn lại là tại Nam Thái Bình Dương, rất yeah. là nhỏ, vâng. rất là nhỏ. Và theo chiều hướng thì Bắc Kinh càng ngày càng lớn và sẽ biến tại vì nó có rất nhiều tiền. Đúng vậy. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi trong cái khoảng thời gian còn lại trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay xin rồi thì chúng tôi muốn đề cập đến ông Dan Andrews là thủ hiến của tiểu bang Victoria. Ừ. Trong cái mùa Covid đó thì tôi nhận thấy ông ta có vẻ cứng rắn, ông rất là quyết đoán thi hành những cái chính sách. Thì những cái chính sách của ông thì cũng có một số người ca ngợi, một số người chỉ trích rất là nặng nề tại tiểu bang Victoria, đặc biệt là các số cái nhà tiểu thương đó. Ừ. Thì phải chịu thiệt hại là hình như ở dưới Victoria họ đóng cửa, có họ đóng cửa mà nó như đây đó. Đóng cửa nhiều hơn, mà đóng cửa 2-3 lần là chắc phải một lần. Và có vẻ như ông Dan Andrews này đó thì các cái giới truyền thông phía bên bảo thủ thì không có thì họ rất là ghét ông, nhưng mà ông lại là rất là thành công khi mà trong các cái cuộc bầu cử. Thì luật sư Lương Thông Quang nhận xét cái di sản của ông là như thế nào và cái vai trò của ông, cái ảnh hưởng của ông, ông đã đóng một cái vai trò như thế nào cho tiểu bang Victoria? Tôi nghĩ ông Dan Andrews rất thành công về phương diện chính trị, nhưng mà chưa chắc đã thành công về phương diện chính sách. Tôi phân biệt cái politics với cái policy. Chúng ta nhớ rằng trong cái thời kỳ đại dịch đó thì có 3 vị thủ tướng của chính phủ lao động mà có ba vị thủ hiến thuộc đảng lao động mà hưởng lợi được vì cái Covid-19. Thứ nhất là ông McGovern tại Tây Úc, thứ nhì là ông Dan Andrews tại Victoria và thứ ba là bà Balashit tại Queensland. Thì bà Balashit hiện bây giờ là còn tại chức nhưng mà đang gặp rất nhiều khó khăn mà có thể không thắng cử trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng mà tại Victoria với tại Tây Úc á, thì cái Liên đảng Tự do Quốc gia là ở trong cái tình trạng rất là khó xử, là tại vì họ thất bại quá nhiều lần nên cái số dân biểu và nghị sĩ còn bây giờ rất ít. Cho nên do đó mà ông McGovern với ông Dan Andrews là dominating, là chi phối tất cả mọi phương diện của đời sống tại Tây Úc và cái đời sống tại Victoria. Mà ông có những cái kiên trì mà người ta phải phục ông, là luật sư đang nhớ là trong suốt ngày nào cũng vậy, ông xuất hiện trước báo chí để ông trả lời tất cả những câu hỏi về đại dịch. Thì thường thường xuất hiện cùng với ông một lúc là ông là giáo sư Brett Sutton. Yeah. Nhưng mà trong tôi để ý là trong cái khi mà ông từ giả, ông cảm ơn tất cả những người đã làm việc với ông không nhắc tới cái ông Brett Sutton. Yeah. Điều đó có nghĩa là hai ông không phải là cơm lành canh ngọt. Nhưng mà chuyện đó là chuyện bên lề. Bây giờ luật sư Tân hỏi là cái di sản tích cực và di sản tiêu cực. Bây giờ cái di sản tích cực á, là điều thứ nhất á, là ông củng cố cái thế chính trị của đảng lao động. Ông đáng lẽ ông phải phục vụ cho hết nhiệm kỳ là tức là 12 năm, yeah. ba lần đắc cử 12 năm. Nhưng mà người ta hỏi ông tại sao lúc mà tranh cử hồi năm ngoái đó thì ông bảo ông sẽ phục vụ hết nhiệm kỳ, bây giờ là ông lại từ chức. Ông nói tại tôi thay đổi ý kiến. Thành ra, ông không phải là một chính khách đầu tiên nói cái câu như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà ý tôi mới nói là bây giờ tôi cho rằng ông là một trong những vị thủ hiến rất là thành công của Victoria. Dạ. Mà ông rất là popular đối với cử tri tại Victoria, kể cả cử tri người Việt, dạ. gốc Việt. Nhưng mà sau khi đã nói như vậy rồi thì tôi thấy ông có 2-3 cái khuyết điểm rất lớn. Cái khuyết điểm mà tôi đã nhìn thấy rõ ràng nhất là cái khuyết điểm rất gần đây đó, là cái vấn đề mà ông đã chấp nhận tổ chức Thế vận hội trong khối trình vườn chung rồi hủy bỏ, rồi phải đền mấy trăm triệu đô la. Dạ. Cái đó là một cái, tôi cho là một cái hành động, một cái quyết định sai lầm. Ừ. Mà phải hủy bỏ thì cái đó là một cái điểm tôi không nghĩ là cái điều tốt. Cái điều thứ hai đó là đối với cộng đồng người Việt á, là ông bị coi như là một người rất thân cộng, thân Bắc Kinh. Dạ. Chúng ta còn nhớ rằng trong cái sách lược Vành đai và con đường BRI đó. Ừ. Thì ông Dan Andrews này đã đi Bắc Kinh 2 lần. Dạ. Ký 2 cái bản ghi nhớ. Một cái người thủ hiến duy nhất là có ký những cái bản ghi nhớ. Yeah. À, ký 2 cái để cho Trung Quốc có thể tài trợ những dự án hạ tầng cơ sở tại Victoria. Ừ. Mà cái lý lẽ mà ông Dan Andrews nêu ra đó là để tạo công ăn việc làm cho người Victoria. Ừ. Thì cái đó cũng không phải là sai. Nhưng mà nó có nhiều cách để tạo công ăn việc làm. Ừ. Thì cái hậu quả là thế nào? Hậu quả là chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia lúc bây giờ đó phải thông qua một cái luật gọi là cái luật ngoại giao, tức là Foreign Affairs Act. Ừ.
để cho bà ngoại trưởng lúc bây giờ là bà Marie Payne có thẩm quyền hủy bỏ hai cái MOU đó. Và vô tình thì ông lại là tạo ra thành cho cái cớ cho thấy là nước Úc cũng có một cái phần nào chia rẻ và cũng cho Bắc Kinh một cái cớ. Bắc Kinh khai thác, cái điểm khai thác cái sự chia rẽ đó. Vâng, với những lời bình luận như vậy thì chúng tôi xin được tạm kết chương trình điểm báo bình luận thời sự Úc Châu lần này. Xin cảm ơn luật sư Lê Tường Quang. Xin chào luật sư thân và kính chào tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Kính thưa quý khán giả, chương trình điểm báo bình luận thời sự Úc Châu đã chính thức, cảm ơn quý vị theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới. Trân trọng cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.